Đẹp Đúng rồi, cái này ra đường mà không dám ăn, quá. thấy Thấy màu, sợ, thấy màu trông đẹp quá không giống đồ ăn. thấy sợ. Thấy càng càng tươi càng càng Dạ. sợ nữa. Bảo xong chưa? Bảo đang trợ giúp. Không nổi hả? Trời, hết rồi. Đó, đâu biết đó, mẹ thấy cho nó kiểm nè. Nhìn nó giống mấy cái bông tầm xuân á. Dạ. Đẹp quá dễ ha. thương, Nhìn đẹp. giống mũi tầm xuân á, dễ thương. Màu vàng có gì vậy em? Dạ, có sữa nghệ em. Em lấy màu vàng của sữa nghệ. À, sữa nghệ giống cân của em á hả? Không, cái này uống sơn đau bao tử. À. Giảm cân. Cái màu nghệ thì màu thực phẩm nó hơi hôi, còn cái này sữa thì chắc không hôi nó ha. Không có hôi anh, cái này uống rất là dễ. Mình lấy mình tạo màu cũng được nữa. Này thì trên chỗ xuyến bán, nay xuyến lấy về xài. Dạ, làm màu. Ủa, còn hồi trước màu vàng này mình lấy màu mít đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa nay không có trái mít. Ừ, lấy hộp sữa rồi chơi. Sữa. Em bỏ để nước vô. Vậy là mình có mấy màu vậy em? Dạ 5 màu anh. Đây lấy dứa. Màu nghệ ha. Của sữa nghệ. Này, màu hoa đậu biếc. Củ dền, đi lá cẩm nè hả? Ăn cơm hả chị? Rồi ăn đi chút xíu nữa cho lai xét chè 5 màu. Ngũ sắc. Bông này đẹp quá. Sắc ra đằng sai ha. Dạ, em sắc ra đằng sai em lấy cái màu cho nó đẹp á. Rồi cái kia là mình nấu nước ha, nấu rặt lại dạ, ha. Cái này mình nấu mình lấy cho nó rặt lại. Rồi mình lấy cái màu. Này màu của nghệ nè, màu dạ, vàng ha. Dạ, màu vàng của củ nghệ nè, em bỏ miếng nước vô lấy cho nó ra màu. Cái sữa này là mình uống để giảm cân với tốt bao tử ha xíu. Cái này là sữa để tốt cho bao tử với mẹ sau khi sinh đó anh. Này nước dảo hả mẹ? Cái này nước quận 2 nè. Dạ. Vớt cái nước mặt mà để lắp nó thành cho vô sau. Cái nước béo để lại cho vô sau hả? Ừ. Đường với muối nha. À, đường với muối. Dặn chút muối nó mới ngon. Dạ. Để cho nó sôi lên đây này mình bỏ miếng bột. Rồi, bột năng cho nó dẻo hả? Cho nó sạch. Là rau câu em. Nấu rau câu đây là nước dừa nè anh. Ừ. Dạ. Em nấu trên nước dừa sôi lên này em bỏ rau câu vậy nè. Nấu rau câu dẻo. Dạ. Nấu rau câu dẻo. Dạ. Nãy mẹ định nấu rau câu giòn nữa nhưng mà mình sẽ nấu một loại cho nó nhanh hơn. Hai thứ thì ngon hơn. Rau câu dẻo hiệu Việt Xô. Cho vào phần cho nó xinh xắn một xíu. Ừ, cho hơi xinh xắn. Thắng nước đường hả mẹ? Thắng đường. Nó ra mẹ cho nó tan đường rồi mẹ cho bột sữa vô. Cho là nước cốt và nước đường riêng nữa. Đang lấy cái màu nó đục á. À, cái này là mẹ thắng nước đường ha. Ừ. Thắng đường xong cho bột sữa tươi. Giờ pha màu hả? Dạ. À, xíu chuẩn bị sẵn 5 màu rồi nè. Sơn hồng xích ra, sơn hồng nước sôi đó con. Xíu chia 5 phần. Bắt lên pha màu ở dưới. Qua đâu biết nó xanh như màu mực xanh ha. Này thì màu lá cẩm. Lá cẩm đó, tươi đẹp luôn. Mà ta. Ta cũng màu đó nữa mà. Em dạ. Ừ. Vàng mấy màu này là nghe. Chín rồi. Nhìn giống hột gà quá ha. Dạ, giống hột gà quá. Thơm quá. À, này nhau tươi quá chừng tươi luôn. Pha màu hai màu pha với nhau ha, ra màu khác. Màu tím liền ha.
mình ra màu tím mình đẹp. Rồi mẹ ra màu xanh lá dứa. Dạ đủ 5 màu rồi ha. Không biết lá dứa của mẹ chơi này. Này đó vậy đi lấy cái này đó để con ngủ. Con đã xé quá rồi giờ thì bà cắm vào. Ba cắm cho cây bông rồi thấy không? Không. Sao vậy? Con với bác ba giống nhau mẹ. Tại sao? Tại vì con đâu phải là con gái. Đúng rồi, người ta không phải là con gái mà cắm bông cho người ta. Không, bác ba là con gái cho nên bác ba đẹp. Này, màu ra đẹp rồi nè. Màu này là màu cẩm nè. Màu dền. Vậy là cái này là màu lá cẩm nè. Mình có pha tí xíu qua đậu biếc vô để cho nó nổi màu lên. Nó khác nè màu này. Đẹp ha. Màu dền là nó đỏ hơn. Dạ. Đẹp rồi đó. Cái này là nước đường ha. À, có sữa tươi dạ. Nữa. Này là nước cốt dừa. Nước cốt dừa. Tí xíu mình sẽ chan vô. Tại nãy nó sao mẹ không làm cái thạch màu trắng thì mẹ nó vô nó sẽ bị trùng màu không đẹp. À, giờ mình sẽ ra 5 màu này. À, trong thời gian chờ đợi thì Sơn Hồng làm lắc nhẫn đeo phá mấy cái lá dứa của mẹ nè. Mình chơi tí xíu, rau câu ngồi khoảng tầm nửa tiếng ha. Một tiếng thôi mà. Nửa tiếng. Dạ. Rau câu dẫn. Ừ. Vừa ngồi là anh đặt liền. Dạ. Hay là mình lấy dừa đẹp lắm, cái này mình lấy dứa. Không ấm gì hết không? Đồng hồ phải không? Nếu mà mình có quẩn mình làm thêm rau cô kính nữa. Hỏi ba Sơn có đẹp không? Đâu? 1.000 tỷ tỷ chiếc cư. Đẹp không sao không? Chiếc lắc 1 tỷ chiếc cư. Cái này bác ba làm lấy dừa đẹp lắm. Bác ba biết làm đồng hồ nữa. Bác ba nói cái đẹp không? Đâu? Cái này là lá dứa. Dứa nhìn trong xanh đẹp ha. Cái này màu lá cẩm. Màu lá cẩm. Lá cẩm mà có tí xíu màu của hoa đậu biếc đó chị. Đúng hả? Có hai màu đó nữa hả? Hai màu nó ra màu này nè. Đẹp quá, cái màu nó đẹp quá. Màu đậu biếc rồi đó. Chị ba thương ngồi chờ kìa. Cái màu này cái màu đỏ đẹp quá, đỏ tươi đẹp quá. Ừ. Màu cua vàng. Dạ. Cái màu xanh lá dứa nó nhìn giống cẩm thạch luôn nè. Trong suốt đẹp quá ha. Đẹp quá, cái màu này đẹp quá. Đẹp ghê. Rất là tươi luôn. Sơn Hùng đó rồi. Con ở trên nhà chơi. Ờ, làm gì trên đó? Xuống ăn rau câu không? Chè nè. Dạ. Màu tươi quá, chuyện tươi ha. Của dền đó Sơn. Dạ. Đẹp quá. Đẹp quá. Này rau câu dẻo nên nó sẽ khó gãy hơn cái rau câu giòn. Cái màu này con không có thích bằng mấy màu trong như vậy. Cái màu trong. Màu tím, màu sữa vô chút xíu. À, có sữa thì cái màu nó đục. Nhìn màu trong suốt giống màu đồ chơi quá ha, đồ chơi trẻ em. Đúng rồi, cái này ra đường mà không dám ăn. Thấy màu, thấy màu trong đẹp quá, không giống đồ ăn. Thấy càng tươi càng sợ nữa. Bữa trước mẹ làm món gì mà quá chừng màu ta? Như là à rau câu hả? 8-9 màu luôn. Rau câu bông 8-9 màu. Những bông bông nhỏ. Dạ, cái này là gì mà? Là củ nghệ đấy. Và vàng sứ nghệ, đẹp không? Dạ. Này củ nghệ. Thường mẹ làm rau câu mít. Màu vàng. Dạ. Màu nó giống trứng gà. Ừ, đúng rồi. Thường thì củ mít. À, thử màu vàng xem. Màu đẹp quá, màu này vô nổi quá. Yeah. Rồi, nổi quá chừng nổi luôn. Nó nổi bật lên liền. Màu này tươi, sáng.
Rồi cho cái màu này vô nè. Chút mình ăn thử cái sữa nghệ ra làm sao. Dạ. Rồi cho mỗi người một ly. Ủa cho vô đây luôn hả? Cho vô rồi. Vô rồi mình múc luôn. Chứ còn tưởng đâu vừa, múc vừa, bỏ cái rồi mới chan nước xa chứ. Tôi vừa chừa lại. Lấy chừa lại. Ừ. Cái này để trên con bán chắc đắt lắm. Đẹp quá. Bán học trò. Bán học trò. Bán học trò. Màu sắc lên. Vậy chắc nhiều đi vô đá nữa chắc. Để nhóc quá. Đá mình cho riêng mà mình đâu trộn chúng này. Dạ hả? Đá mình cho vô trong cái ly nè. Ai ăn đá nhiều quá ít thì qua sao? Đẹp quá à. Đúng là sắc luôn. Anh báo xong chưa? Anh kêu anh báo ra ăn chè luôn. Cho con cái màu vàng. Đúng rồi. Bán đá cho con đi. Một ly nha. Đá cho con hả? Không tỷ tỷ. Tê. Bác ba miếng đi, bác ba trang một ly luôn. Bác ba đâu luôn. Quá. Hai ly luôn, hai ly luôn, khối tiền luôn. Thôi, để con uống cho. Đi bác ba ăn đi con. Ăn chè. Cái này bỏ nước cốt chưa? Dạ, nước cốt này. Thôi, bỏ nước cốt cho con hơi ít xong. Nước cốt béo mới ngon. Rồi, chè thôi. Cái này mình lấy cái chai nước cốt cho chị bỏ nước đá đi. Bỏ đá bớt thôi. Đó, đủ mát thôi. Rồi đã quá. Phan để mẹ bỏ. Cho nước cốt vừa chưa? Bác ba mình nghe đi nha. Còn nước cốt vừa nữa. Số 10 đó em chờ được mà cứ hở miệng ra là nói tiền tỷ. Giao câu tự nhiên 5 màu à. Các ba nói tiếng Anh mà các ba biết nói tiếng Khmer được không? Nói đi. Bò ơi đi. Bò ơi xin tích cọt. Cọt bánh đá. Dạ. Dạ ăn chợ ăn. Sao? Vẫn chưa? Chị ba là mẹ quá nè. Đây bên đồng cà phê. Thôi nè. Chị lắc. Đẹp ghê không Sơn? Dạ. Sữa nghệ. Giống màu sắc. Sữa nghệ. Coi cái ly nè. Dễ thương ghê không? Dạ. Sơn ngăn không á? Dạ. Sơn ngăn không? Dạ. Màu vàng đẹp. Sơn báo khen màu vàng đẹp. Hồi trước thì mẹ hay làm mít mà bữa nay không có mít. Nên mình lấy sữa. Làm. Đây. Mình được một ly. Lấy. Còn xanh này là mới là xanh này không cảm. Đó là củ dền. Lá cẩm à, củ dền nè. Hay lắm. Kia hả? Lại mua đồ mà để một cái nồi vịt xào xài ớt cái mít cửa nhà mà đóng cửa mà không biết nữa. Nó đào một cái mít rồi nó còn em mùi hả? Cái chị ra quẩy đẹp đúng không? Cái mắt con đỏ nè. Đó là bó vịt thơm á. Bó vịt xào xài. Anh ngồi đi nè. Ăn sơn, ăn sơn. Đẹp không? Ăn màu xanh. Anh cứ ghé nè. Ngon lắm. Trời nóng là một ly nước chè đá lạnh này đã mà. Làm này dễ làm mà.
đẹp không? Mấy món anh đặt hàng mẹ đi chưa nè. Mẹ còn như một tủ màu sẵn rồi. Nhóc một tủ màu rồi. Vàng còn tôi lấy được xanh. Màu thực của bà ảo phẩu. Màu tự nhiên luôn. Cái này là khoai đậu diếp nè. Khoai đậu diếp. Ngon khoai đậu diếp. Mới sao sơ hồng? Ngon không sơ hồng? Rất ngon hả? Dạ. Còn một ly. Đẹp quá ha. Vô lên vỗ hái qua đậu biết hồi trưa. Hôm nay hái rồi. Hồi trưa thì hái bông nó rổ quá trời đẹp. Màu xanh qua đậu biết. Giữa bên kia mấy chị cho anh đó hả? Ừ. Thấy rồi. Cái này làm vàng tinh thần thượng cầm đẹp rồi hả? Đẹp đúng rồi, đẹp lắm. Bên giữa kia có bên tay rồi đẹp lắm. Dưới trong á. Như đậu vậy luôn. Đẹp lắm. Tập cho nó bò cặp theo cái bò tường á. Bò cầu á. Mình nó đẹp thì chứ. Có gì khi làm bánh có ăn luôn. Anh Bảo về thẩm nay định lấy qua đậu biếc về trồng. Mốt cái gì mình chạy lên đó mình hái cho lẹ. Chưa lên giữa Úc xa quá. Mẹ nó nhớ về trồng muộn nữa. Cho mỗi thứ. Lá cẩm nè. Con hồng nó ăn cho con vàng luôn. Mẹ tết cho lá cẩm. Mẹ tết cho mình lá cẩm lên nè. Không, con có rồi vàng. Anh Bảo thì thích ăn ngọt. Anh Bảo thích ăn chè. Phụ rồi hả? Chị Sơn Ca với em thì thích ăn mặn. Sơn Ca chợ hay mua ốc. Nhiều sò ốc hến. Đồ mặn. Đi nhiều. Nhiều mà. Mẹ kêu làm ít thôi. Ngon mà. Cái này đúng là mùa hè hết sảy ha. Đi nữa không? Anh Bảo. Giúp anh Bảo mới uống thuốc cảm ăn liền nó giải cảm. Ba. Rồi bây giờ còn một phần nữa, chờ cho ai làm hiệp hai. Rồi hôm nay nhà chia sẻ món chè rau câu năm màu ha. Mẹ nó là củ sắc. Một món rất là đơn giản cho mùa hè, rất là ngon. Rồi tạm biệt bà con ha, hẹn gặp lại. Sơ hồn, bye bye cô chú nè. Con bye bye cô chú. Ơi, giờ tao ăn bánh. Rồi, chào cả nhà, hẹn gặp lại.